Vinicius Junior đã được liên hệ chuyển đến Trung Đông ở kỳ chuyển nhượng hè 2024. Các câu lạc bộ ở Saudi Arabia sẵn sàng trả những khoản phí khổng lồ để có được chữ ký của tiền đạo người Brazil. Dù vậy, không có thương vụ chuyển nhượng được thực hiện khi mà mức phí phá vỡ hợp đồng của Vinicius Junior lên đến 1 tỷ euro. Không có câu lạc bộ nào sẵn sàng đáp ứng khoản phí chuyển nhượng đó. Tuy nhiên, các câu lạc bộ Saudi sẵn sàng trao cho Vinicius Junior số tiền trên trong một bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Cũng có tin đồn cho rằng Real Madrid sẽ thu về khoản phí chuyển nhượng khoảng 400 đến 500 triệu euro. Vinicius Junior tuyên bố anh muốn ở lại Real Madrid mãi mãi. Nhưng tờ Sport cho biết các quan chức của Los Blancos đang cân nhắc bán cầu thủ này thay vì đàm phán để ký hợp đồng mới. Hợp đồng hiện tại của Vinicius Junior với Real còn thời hạn tới năm 2027. Được biết, Sivo Perez, con trai của chủ tịch Florentino, nghiêng về phương án bán Vinicius hơn là giữ cầu thủ này lại. Các quan chức của Real Madrid tin rằng chia tay Vinicius Junior có thể giải quyết được nhiều vấn đề. Tất cả những lo ngại về tài chính của Real Madrid đều tan biến. Kylian Mbappé cũng sẽ được tự do thi đấu ở vị trí sở trường bên cánh trái, sau khi không thể hiện được nhiều trong vai trò tiền đạo cắm. Sport cho biết một thương vụ chuyển nhượng khổng lồ vẫn còn cách hiện thực rất xa. Tuy nhiên, những lời ồn ào từ phía Real Madrid cho thấy gã khổng lồ của La Liga không hoàn toàn phản đối việc bán Vinicius Junior trong tương lai. Endrick đã gia nhập Real Madrid từ Palmeiras vào mùa hè với mức phí chuyển nhượng 47,5 triệu euro. Tuy nhiên, cầu thủ người Brazil ít được ra sân, và Real Madrid đang cân nhắc để ngôi sao 18 tuổi ra đi theo dạng cho mượn vào tháng 1. Theo tờ Super Deport, câu lạc bộ do Ronaldo Nazario sở hữu là Real Valladolid có thể thu nạp Endrick. Đội bóng này đang gặp khó trong mặt trận tấn công và bị vướng vào cuộc đua trụ hạng. Valladolid mới chỉ ghi được 10 bàn trong 13 trận đấu ở La Liga, chỉ có Valencia và Getafe là ghi được ít bàn hơn. Trong khi đó, Endrick đã mệt mỏi với thời lượng ra sân ít ỏi ở Real Madrid. Cầu thủ trẻ này chỉ được sử dụng trong vai trò dự bị và thường được tung vào sân khi trận đấu đã được định đoạt. Endrick đã ghi được một bàn ở La Liga sau khi ra sân 8 lần với tổng cộng 55 phút thi đấu. Bàn thắng duy nhất được Endrick ghi vào lưới Valladolid trong màn ra mắt Real Madrid. Endrick không được triệu tập lên đội tuyển Brazil ở đợt tập trung lần này. Để có thể nghĩ tới việc trở lại thi đấu cho đội tuyển quốc gia, Endrick bắt buộc phải tìm đường ra đi trong tương lai gần. Điều này là hiển nhiên bởi Endrick không thể nào cạnh tranh được suất đá chính, cả ở hành lang cánh lẫn vị trí tiền đạo cắm, khi mà những siêu sao Vinicius Junior và Kylian Mbappé chắc chắn được ưu tiên hơn. Tương lai Vinicius Jr. và Endrick tại Real Madrid bất địch. Tờ báo thể thao Tây Ban Nha, Sport, đưa tin con trai chủ tịch Real Madrid, Sivo Perez, ủng hộ việc bán tiền đạo Vinicius Junior. Mặc dù Vinicius khẳng định muốn gắn bó lâu dài với câu lạc bộ, nhưng lời đề nghị từ các câu lạc bộ Saudi Arabia với mức phí khổng lồ lên đến 400 đến 500 triệu euro đang được Real Madrid cân nhắc. Việc bán Vinicius được cho là sẽ giải quyết các vấn đề tài chính của Real và giúp Kylian Mbappé có cơ hội tỏa sáng ở vị trí sở trường. Tuy nhiên, một thương vụ như vậy vẫn còn nhiều khó khăn. Trong khi đó, tương lai của tân binh Endrick cũng đang bị đặt dấu hỏi. Sau khi gia nhập Real Madrid với giá 47,5 triệu euro, tiền đạo trẻ này ít được ra sân và đang cân nhắc chuyển đến Real Valladolid, đội bóng do Ronaldo sở hữu, theo dạng cho mượn vào tháng riêng. Real Valladolid đang khát bàn thắng và hy vọng Endrick sẽ giúp họ thoát khỏi cuộc chiến trụ hạng cam go.